đây gọi là mất kiểm soát về ngôn ngữ sau khi người ngửi mùi hương quá là hoang dã, sexy, khơi gợi một cách đúng nghĩa đen. Hello, xin chào bạn. Mỗi khi mùa đông đến thì cái áo vàng này lại xuất hiện. Tôi thấy tôi mua cái áo vàng này đâu đó hơn 100.000 mà tôi mặc mấy năm rồi. Và đương nhiên thì đây sẽ là một cái clip video mùa đông dành cho nam, 5 gợi ý ở phân khúc tầm trung trên 3 triệu đồng. Xin phép là ngoài ngồi dưới nhé, tại vì nhà quá nhiều nước hoa và vứt hết cả lên ghế rồi. Chưa kịp dọn nhưng mà vẫn phải chạy deadline cho đủ với mọi người. Và hãy cùng nhau xem 5 cái tên mình sắp nhắc tới. Có chai nước hoa nào bạn đã có hay không? Bắt đầu nhá. Gợi ý số 5 đó chính là Memo Africa Leather. Nhà Memo này thì mình được thử khá là lâu rồi và mình ấn tượng về cái việc mà người ta đưa ra những sáng tạo về nốt hương da thuộc. Các bạn có thể tìm sơ sơ một cách nhẹ nhàng thấy đâu đó khoảng tầm gần chục mùi hương da thuộc. Iris Leather này, rồi có Sicilian Leather, rồi có Russian Leather, French Leather, đây là African Leather và rất nhiều những cái mùi leather khác. Và các bạn có thể yên tâm rằng các bạn sẽ không nhận thấy cái sự giống nhau ở những cái chai nước hoa có nốt hương da thuộc mà nhà Memo này triển khai. Và hôm nay thì xin phép được mang tới đó là African Leather. Đây là một trong những mùi hương mà mình đã phải dừng chân lại sau khi đi du ngoạn thám hiểm những mùi hương của Memo. Và mùi hương này thì khi mà các bạn vừa mới xịt ra, vừa xịt tới xong, các bạn nhận thấy một cái bầy mùi tiêu vô cùng khoáng đạt, vô cùng hoang dã và nam tính một cách mạnh mẽ luôn. Mùi tiêu ở đây đó là mình nghĩ tới những cái lọ tiêu xay, tiêu sỏ xong rồi có cái phần xay ở đầu vòi. Và khi các bạn xay ra thì nó bay vào mũi, nó làm cho các bạn mũi các bạn vừa có cảm giác ngứa ngứa, vừa có cảm giác cay cay. Và sau cái nét tiêu rất là mạnh mẽ, có phần hơi thô bạo ban đầu, thì mùi hương này nó sẽ lên một cái bay mùi hơi ngọt ấm của cardamom cũng như là kết hợp cái nét hơi đất patchouli. Nghe cái combo mùi hương thôi là thấy kiểu siêu nam tính luôn, vì mùi hương này được lấy cảm hứng từ châu Phi, thế nên là người ta sẽ tái hiện lại một cái cánh đồng cỏ kết hợp cùng với gió cát này, xong rồi mùi của đất khô, mùi của những cành cây cũng như là mùi của động vật. Nhưng mà yên tâm, cái nét động vật ở trong này nó cũng không lên một cách thô bạo đâu, mà kể cả da thuộc chủ đạo ở đây thì nó cũng không lên rõ rệt. Sau khoảng tầm 30 phút ở trên da thì các bạn nhận thấy một cái bay mùi da thuộc hơi hôi hôi nhẹ, một xíu xiu xuất hiện ở phía sau. Và mùi hương lúc này thì nó gần như là nó như một tấm vải, một tấm da mỏng ôm lấy toàn bộ mùi hương. Nó làm cho mùi hương có độ đầy hơn, tồn tại lâu hơn ở trên da, cũng như là làm cho cái mùi hương có một cái nét mềm mại hơn. Và thực sự thì khi mà mình ngửi African Leather của Memo ấy, với cái phần top note mình nghĩ ngay tới một chai nước hoa, đó là Terre d'Hermes, nhưng mà là một cái phiên bản giảm suy sút hơn, không quá đồng tiêu khi mà được xử lý cùng với da thuộc. Và đây chắc chắn sẽ là một trong những chai nước hoa, một trong những sáng tạo mùi hương mà nếu như ông nào nhận mình, tôi là người đàn ông siêu nam tính và bạn muốn thể hiện điều đó từ cái phần ngoại hình, từ cái phần cách ăn mặc cho đến cả phần mùi hương lấn át và thu hút để thể hiện ra một sự gai góc, một sự nam tính và vô cùng hoang dã như kiểu thác răng vậy, thì đây chắc chắn là một lựa chọn dành cho bạn. Và cái mà mình thích ở em này nữa đó là cái độ lưu hương của em nó rất tốt ở trên da, có thể từ sáng cho đến chiều tối. Tại vì mình nhớ là mình xịt vào trong một buổi live trên TikTok đâu đó được tầm 9 giờ, mà các bạn biết rằng là đến tối mình đi đá bóng xong là khoảng tầm 8 rưỡi mình vẫn ngửi mùi thoang thoảng, một cái nét hơi kiểu xạ sạch ở phía sau. Nhưng lúc này thì mình nghĩ là nó cũng bị ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác rồi, nhưng mà nó vẫn thoang thoảng nhẹ ở trên da. Và cái độ tỏa hương của em nó chỉ tỏa tốt trong khoảng tầm 2 đến 3 đến đầu thôi, và nhanh chóng nó thành trở thành một cái mùi kiểu luẩn quẩn ở xung quanh da. Và đấy là một cái điều mà mình thích, tại vì với cá nhân mình không thích những mùi gây khó chịu về cái độ tỏa hương. Vì thế thì nếu như ông nào nam tính sport gym này, thể hiện cái sự khỏe khoắn năng động của mình, hãy lựa chọn cho em nó. Yeah, cách ăn mặc thì tôi nghĩ rằng là cứ bụi bặm
quần jean rách hay là kiểu GC boot hay áo dài, đây là một trong những con rất ok, đồ gió siêu nam tính và gần như là không có ngọt. Đấy là cái nét thú vị. Cái tên ở vị trí số 4 đó là một sản phẩm đã từng review, cũng có hiệu năng giống với African Leather nhưng mà có thể là độ lưu của nó kém hơn, đó chính là Babylon của Penhaligon. Chính xác, chính là em nó. Video sẽ hiện ở đâu đó để đây cho các bạn xem về mùi hương cũng như là một chút lịch sử về nhà nước hoa Penhaligon này. Và đây là một trong những combo gỗ ngọt mang đậm hơi hướng Trung Đông để các bạn có thể đi tiệc tùng, những buổi tiệc sang trọng business, cách ăn mặc nó cũng khá là trưởng thành về cái hơi hướng là sẽ mặc suit up này hoặc là mặc vest phục các thứ, thì đây là một trong những con như vậy. Và con này thì cá nhân mình nghĩ là cũng không phù hợp với các bạn trẻ lắm, nên là các bạn nam tầm ngoài 25 tuổi đổ ra thì các bạn có thể mặc mùi hương này, thậm chí là các bạn có thể tặng cho những người sếp của các bạn ở độ tuổi tầm 35 đến 40, thì các bạn hoàn toàn có thể tặng được em nó Tom Ford Woodwood hay là Ombre Noir của Lalique này, thì nó cũng có cái phần hiệu năng tương đồng với em này, thì toàn bộ có thể xem lại video ở trên nhá. Ở vị trí số 3 đó là một trong những chai nước hoa khá lạ mắt ở trên thị trường, nhìn thiết kế xem đẹp không, thiết kế quá đẹp luôn, cầm vô cùng chắc chắn. Đây là Fort Manley Amber Absolute Pearly. Tôi vừa xịt ở đây. Nếu mà bạn nữ không, nếu mà cặp đôi nào đang tìm cho mình một chai nước hoa ở mùa đông sử dụng mà cả hai người đều có thể dùng được nó, không giới hạn về giới tính, thì đây chắc chắn là một trong những lựa chọn mà các bạn cần phải tham khảo vào mùa đông năm nay. Ngọt ngào có, đậm đặc có, lưu tốt có, quả thì hơi hạn chế một tí thôi. Thì mùi hương này nó sẽ chủ đạo là trái cây, nhưng mà khi mà các bạn vừa xịt mùi hương ra, các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi mận. Mận có nét hơi chua chua, nhưng mà cái mận ở đây cảm giác nó rất là đậm đặc. Nó làm mình nghĩ tới nước cốt mận. Nước cốt mận rất rõ rệt, kết hợp cùng một chút mật ong để tạo thêm cái vị ngọt và độ sánh cho cái nước cốt này. Nó không phải là những cái loại kiểu trà mận như thứ ở ngoài kia uống loãng toẹt ra, mà đây cảm giác là người ta sẽ làm cái cách cực kỳ đậm đặc, và khi các bạn xịt ra nó sẽ bóng nhảy ở trên tay của các bạn ngửi nhé. Mặc dù các bạn thấy mùi hương nó rất dày, chua chua, ngọt ngọt, nhưng mà các bạn nhận thấy rằng là mùi nó không hề nồng nặc một xíu nào. Và nếu như các bạn để nó ở trên tay đâu đó khoảng tầm 30 phút thì các bạn nhận thấy thêm những cái nét, đó chính là một cái mùi hồng hơi the the, cay cay, xanh xanh. Nó làm mình nghĩ tới những cái lá hồng khi mà người ta vặt ra, người ta giã nó ra nước vậy, và người ta thêm nó vào một cái cốc kiểu nước cốt mận này. Và toàn bộ mùi hương thì nó tạo nên một cái tổ hợp rất là phong phú, đậm đặc, và nó làm cho mình chảy nước miếng. Trời ơi, mùi này cảm giác kiểu giống như uống nhân trần ấy. Cái dư vị ngọt của cam thảo nó đọng lại khi mà các bạn đã nuốt xuống. Ở đây thì khi mà các bạn hít mùi hương này phát thì các bạn sẽ thấy cái nét ngọt nó sâu, nó đánh thức hết các giác quan ở trong cái vị giác, và ở trong nó làm cho cảm giác kiểu vị giác của các bạn hơi hơi kiểu chảy nước miếng luôn. Dry down của mùi hương thì mọi thứ nó sẽ nhẹ xuống, nó cũng không có gì quá là khác biệt so với cái top note ban đầu, mà cảm giác là nó đang được pha loãng ra thôi. Để mà nói là mùi hương này có phải là một mùi hương có sự biến chuyển hay ho không thì tôi nghĩ rằng không, nhưng mà với một cái sự đậm đặc và với một cái độ lưu hương cũng như là cái kết hợp cái nét ngọt giữa mật ong cùng với cái nét chua chua của mật làm xuyên suốt kéo dài, thì đây là một trong những con mà mình nghĩ là cặp đôi nào đang tìm mùi hương dành cho signature để cho cặp đôi đó thì đây các bạn hoàn toàn có thể tham khảo. Và bên cạnh đó, với những bạn nam nào đang có ý định là tìm cho mình cái mùi hương có xu hướng là cởi mở, các bạn sẽ sử dụng nó đến những cái bữa tiệc, đến những cái buổi hẹn cà phê cà pháo với những người bạn nữ khác giới, nhưng mà đến chỉ để trò chuyện vui vẻ thôi, và với một cái phong thái đó chính là năng động, trẻ trung, cởi mở, kiểu mày có thể tâm sự hết với tao, tao hứa là tao sẽ giữ kín mọi thứ, thì đây là một trong những con như thế. Và mùi hương này thì lúc đầu tôi rất lăn tăn về cái việc là có nên cho nó vào lít nước hoa dành cho nam hay không,
tại vì thực sự nó rất unisex và nữ hoàn toàn cũng có thể mặc được. Nhưng mà lúc sau thì tôi đã quyết định là cho nó vào, tại vì với một cái hơi hướng là những cái bạn nam có thể mặc hoodie kiểu như này, quần jogger như này, thì các bạn rất là khó khăn trong cái việc là lựa chọn mùi hương như thế nào để có thể phù hợp được, thì các bạn có thể tham khảo em này. Với mình thì một cái hơi hướng kiểu quần jogger này, hoodie này, các bạn có thể lựa chọn những cái tông mùi trái cây chín ngọt để cho tăng cường cái sự phóng khoáng, cái sự trẻ trung năng động và có phần kiểu rất là hiện đại của các bạn lên. Thì Fox Manley Amber Absolutely là một trong những con mà bạn có thể tham khảo. Rẻ hơn thì nhiều năm làm rồi, Hasivat cũng có thể sử dụng được với phong cách đấy. Supremacy Not Only In Tan đó, không quá nữ tính nhưng mà cũng không quá là khỏe khoắn nam tính như African Leather của 11. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí số 2. Số 2 trong năm nay, Nasum. Hoàng giá có rồi đúng không? Lịch sự và hương nhẹ nhàng hợp với business có rồi. Trẻ trung, năng động cũng có rồi. Thế thì còn chần chờ gì nữa mà không cho nà sốt. Mùa đông thì chắc chắn là chúng ta phải nhắc tới thuốc lá. Chắc chắn là chúng ta phải nhắc tới những cái bay mùi mật ong, vanilla. Và năm nay thì là nà sốt. Cách đây không lâu có video về Nasus rồi, các bạn hoàn toàn có thể tìm lại hoặc là mình sẽ gắn cái đường link để các bạn xem Nasus và các bạn có thể đọc bình luận. Hồi lâu lắm rồi mình có một cái video làm review một chai và nhiều bình luận đến như vậy. Tất nhiên là có nhiều ông thì cũng vào bảo là Nasus bây giờ nó không còn hay ho và thú vị nữa, nhưng với cá nhân mình là một trong những người dành cho mới chơi thì các bạn cũng không cần quan tâm những vấn đề đấy quá là nhiều. Ông nào mà bảo là dui vàng vàng hay là dui phải đậm đậm, dui bây giờ nhạt lắm, các ông cứ để lâu vào, tôi đảm bảo với các ông là các ông để 2 năm thôi thì dui nó vàng khè luôn, chắc chắn một cái điều như vậy. Ông nào mà đang dui xanh thì các ông để lâu thành vàng hết đấy. Về cơ bản thì tinh dầu nó sẽ đa phần là màu nâu cánh gián và màu vàng thế thôi, còn có những cái màu xanh hay là màu đỏ hay là màu hồng thì đều sử dụng những cái chất tạo màu hết. Theo thời gian thì nó sẽ trở lại đúng với màu nguyên bản của nó. Và nói về Nasus thì chắc chắn chúng ta sẽ nhắc tới hình ảnh của người đàn ông không quá là trẻ trung, không non nớt nhưng mà cũng không quá là chững chạc và già. Và nếu như bạn đang có nhu cầu suit up và suit up theo hướng là tôi độc thân và tôi đến những bữa tiệc trang trọng, lịch sự và tôi đang cần một mùi hương thể hiện được rằng tôi vừa có cái sự trải nghiệm về cuộc đời kết hợp của người đó là một cái sự nam tính mà tôi cũng rất là thời thượng, cũng rất là hiện đại, thì đây là một trong những con nước hoa như vậy. Người xem lại video đội lưu hương thì cũng không đến nỗi là một sớm một chiều là bay màu. Và đặc biệt là nếu như ông nào đang có xu hướng là định mua Nasus để sử dụng đi hẹn hò buổi tối thì tôi đảm bảo, tôi cam đoan với các ông đó là các ông đi chơi hết buổi tối nó cũng không hết mùi đâu. Thế nên là đừng lo, không mua thuốc lá này thì vô cùng mịn mũi rồi. Rất là giống những cái bao thuốc lá xịn sò mà những vị sếp của tôi ngày xưa tôi làm mũi vậy. Vô cùng mịn mũi, gần gũi, dễ hình dung, sử dụng của Nasus. Và cái tên cuối cùng thì xin phép được giới thiệu một chai nước hoa thuộc nhóm mùi Animalic, động vật. Đừng tắt video vội, tôi nói thật, từ từ. Tại vì các bạn cũng chưa chán với cái việc là loanh quanh luẩn quẩn với những cái nhóm mùi lịch mũi hoặc khó khăn hơn là kiểu nam tính một tí với vetiver, patchouli, hãy thử những nhóm mùi đến từ động vật hoặc là làm theo hơi hướng như vậy, animalic. Chắc chắn rằng như các bạn đã thử thì chắc chắn các bạn sẽ nghiện hơn thuốc phiện. Ngày hôm nay sẽ nói về Must Deer của Zoologist. Đàn ông mà không phải là cái kiểu đàn ông bóng bẩn chỉ chu đâu, đàn ông kiểu sáu múi vừa tập gym xong hoặc là vừa mới thôi bỏ qua. Zoologist là một trong những nhà hương làm theo cái trường phái là kiểu khai thác những mùi hương động vật. Thực ra thì người ta sẽ tái tạo lại môi trường sống, lại tập tính của từng con vật một cái cách
nhiều góc nhìn đa diện nhất. Có nghĩa rằng là trước đây thì mình đã làm về civet, một trong những loài gọi là cầy hương. Thì civet nó có một cái môi trường sống có thể là mùi nó hơi khủng khiếp, nhưng mà cái nơi nó ở thì nó lại là một con rất sạch sẽ. Và bên cạnh đó thì còn nhiều mùi hương khác của Zoologic mà chờ bạn hoặc là sẽ chờ mình review. Thì Musk Deer là một trong những mùi hương mà mình đánh giá rằng nó sẽ là một trong những bước đầu tiên để bạn thoát ra khỏi vùng an toàn. Bạn sẽ định hình lại mùi hương xạ hương ở trong nước hoa như thế nào, mặc dù ở trong này nó không sử dụng xạ hương tự nhiên, mà toàn bộ nguyên liệu ở trong này nó không có cái gì đến từ những loài động vật cả. Mà các bạn có thể thấy rằng là cái perfumer làm mùi nó giỏi, ông ấy khéo léo, ông ấy đỉnh cao như thế nào. Musk Deer nói về con hươu xạ ở vùng Siberia khi mà đang ở trong mùa đi tìm bạn tình để giao phối. Mùi hương này thì khi mà các bạn ngửi đầu vòi, đặc biệt là với những cái chai mà đã xịt rồi, thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi nước thảo mộc hơi ngọt ngọt. Nó có thể làm bạn nghĩ một xíu tới Coca-Cola khi mà đã tan hết ga và pha loãng bê đá rất rõ rệt. Nhưng nếu như các bạn dành thời gian hít sâu hơn thì các bạn sẽ thấy hơi hôi hôi, một cái mùi kiểu mồ hôi khi mà đã chảy trên da, bắt đầu nó khô lại, nó có một cái cảm giác kiểu hơi kiểu nghĩ tới những cái loài động vật có lông, xong rồi nó toát ra mồ hôi và các bạn ngửi mùi hôi, hoặc là những con chó lông dài, các bạn ngửi mùi nó rất đặc trưng của những loài động vật. Và mùi hương này này nó có một cái thú vị nữa, đó là ở cái phần top note ấy, nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng kiểu ấm ấm, nó giống như kiểu khi mà chúng ta đi vệ sinh nhà máy nó có bị dính lên chút ra tay, thì cái cảm giác ấm vào những ngày đông nó rất rõ rệt. Mặc dù cái này nó hơi bẩn một tí, nó hơi kiểu bẩn tí, nhưng mà chắc chắn với những người đàn ông kiểu gì cũng sẽ có những cái gì trải qua như thế. Thì đây là mình muốn miêu tả một cái mùi hương nó rõ rệt nhất để cho các bạn dễ hình dung. Và mùi hương này khi mà dry down ấy, nó cũng vô cùng là phức tạp và khó để có thể miêu tả. Lúc thì nó lên một cái bay mùi hoa hồng kiểu rất là mềm mại, hơi chua chua nhẹ. Lúc thì mình nhận thấy ở Musk Deer nó lên một cái nét phấn rất rõ rệt, xong rồi phủ lên một cái lớp gỗ, nhưng mà lúc thì nó lại hôi hôi kiểu những cái mùi lông của những con chó bị lâu ngày không tắm. Cảm giác mọi thứ nó rất lẫn lộn, và gần như rằng mình đã cố gắng để có thể nắm bắt được xem nốt hương chính của trái nước hoa này là gì, nhưng gần như Musk Deer của Zoologic nó không cho mình làm được đó. Cảm giác rằng con hươu này nó cứ chạy nhảy tung tăng lên và các bạn sẽ rất khó. Nhưng mà nếu mà các bạn chạy theo nó thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái mùi hương sẽ đưa bạn khám phá rất nhiều khía cạnh khác nhau. Cảm giác như kiểu là bạn đang chạy ở trong một cánh rừng. Lúc thì bạn đến những cái vùng nó hơi tối, ở những cái vùng đất ẩm, hôi hôi, hay là những cái gốc cây mà những con hươu nó tiểu lên đấy để đánh dấu. Hoặc đơn giản là lúc bạn chạy ra một cánh đồng hoa, gần như mọi khía cạnh của một cái hình ảnh của con hươu xạ của Siberia nó sẽ được thể hiện ở trong này. Các bạn có thể, mình sẽ bảo editor để vài cái hình ảnh về con hươu xạ mà Zoologic muốn thể hiện rõ ở trong trái nước hoa này, ở trên cái phần hình này, để cho các bạn có thể nhìn thấy. Thực sự đây không phải là một trong những mùi hương mà các bạn có thể mặc được hàng ngày, tôi nói thật. Mùi hương này thì nó mang đúng tính chất là để bạn trải nghiệm, khám phá. Và cuộc khám phá này khuyến khích bạn chỉ nên chơi một mình. Nên là bạn ở nhà thì bạn có thể xịt được. Tại vì với mình ấy, mỗi lần mình xịt mùi hương này, mình nghĩ tới đúng là những người đàn ông cười chặt, người ta vừa làm tình xong. Những cái mùi nó có phần rất là thô tục, nhưng mà nó tạo nên một cái sự hấp dẫn, một cái sự quyến rũ. Tại vì mình có ông em, là ông em Đức, là giáo viên tiếng Anh, trước đây cũng có xuất hiện trong cái video Zoologist. Thì ông có bảo em thề với một hương này đặc là một anh chàng nam tính, sau một kiểu đàn ông hoang dại, kiểu cảm giác là nhìn anh ấy rất nguy hiểm, nhưng mà em cảm giác em rất muốn thử một lần cho biết, chỉ một lần thôi. Chỉ Musk Deer Zoologist chắc chắn sẽ mang lại cho bạn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và yên tâm rằng các bạn sẽ khó lòng mà vứt trái nước hoa này đi. Tại vì mùi hương thứ nhất là ngoài cái việc là nó xịt ở trên da, nó dính chặt vào da các bạn nhé, nó tỏa rất nhẹ nhàng, nên là các bạn hoàn toàn có thể mặc nó mà không lo cái vấn đề là gây khó chịu cho những người xung quanh. Bên cạnh đó thì
nó mang nhiều cái cạnh khác nhau và nó sẽ thay đổi theo cái thời tiết. Thế nên mùi hương này nó cần nhiều thời gian để khám phá. Mình cũng là một trong những người thử Burst Deer ở những cái thời kỳ khi mà nó vừa ra mắt đầu năm 2020 vậy. Thì mình không hề thích một chút nào. Nhưng mà sau đó một lần đi off, ngửi lại thì cảm giác là uẩn. Sao lại có một cái mùi hương nó sexy, nó sexy đúng nghĩa luôn, kiểu đúng nghĩa đen luôn. Nó cám dỗ đến như vậy. Và rồi tôi bắt đầu yêu những nốt mùi animalic. Và việc đưa nó về một chai đầy ư như thế này mới xe được 2 chiếc thì các bạn phải hiểu rằng là mùi hương nó hấp dẫn như thế nào. Và nếu như bạn đang muốn thoát ra khỏi hoàn toàn nó lại lần nữa thì các bạn hoàn toàn có thể thử qua Musk Deer. Còn ngoài ra thì còn có Harvest Mount, còn có Civet đã làm review rồi, và một vài hương nữa như là Chipmunk cũng sẽ cố gắng truyền tải. Nhưng mùa đông năm nay, nếu như bạn nào có ý định là tối nay cùng người yêu của bạn sẽ giúp bạn săn ngủ, thì hãy xin chúc Musk Deer lên người, mặc một chiếc áo ấm để nó giữ lại ở trên da. Mình đảm bảo bạn sẽ như một con thú vậy. Điện thật. Và bây giờ thì xin phép được dừng video lại đây. Và nếu như bạn đã là người thử qua những mùi hương mà mình đã review ở trên, hay là bạn đang có nó rồi, thì các bạn rất mong chia sẻ các thể ở bên dưới, đặc biệt là con này. Làm gì? Mà voi xịt nữa. Voi xịt lại không xịt. Mia làm. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.